Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong tin nóng bóng đá ngày 15 tháng 3 năm 2022. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày quyết định về tương lai của Quang Hải theo chia sẻ của chính đại diện câu lạc bộ Hà Nội, và chúng ta sẽ đến với những thông tin chi tiết ở phần sau. Còn bây giờ sẽ là ngày hội quân của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như là đội tuyển U23 Việt Nam. Ngày hôm nay thì hai đội, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 sẽ có buổi tập đầu tiên, tất nhiên là chưa hoàn toàn đủ quân số. Và chắc chắn nó sẽ mở ra rất là nhiều những mục đích và mục tiêu mà các đội bóng của chúng ta hướng đến trong một tháng 3 bận rộn như thế này. Còn ngày hôm qua thì những hình ảnh mà đội tập trung cũng rất gây chú ý, đặc biệt là hình ảnh của thầy Park cũng như là hình ảnh của chàng cầu thủ Việt Kiều Adriano Smith. Vì vừa thi đấu xong vòng 4 V-League 2022 nên các cầu thủ phải di chuyển ra Hà Nội và huấn luyện viên Park Hang-seo cho phép các học trò ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam cùng đến khách sạn. Muộn nhất là vào 20 giờ ngày 14 tháng 3. Nhà cầm quân người Hàn Quốc là người đến sớm nhất và như mọi lần tập trung trước, ông cũng lỉnh kỉnh đồ đạc. Mới đây thầy Park bị Covid-19 nhưng hiện tại sức khỏe của ông đã ổn định. Nhóm cầu thủ Hoàng Gia Lai cũng xuất hiện sau thầy khoảng 1 giờ đồng hồ. Sự chú ý của giới truyền thông đã dồn vào trung vệ Adriano Smith. Với chiều cao lý tưởng, trung vệ Việt Kiều Đức non thật bảnh bao với mái tóc được vuốt keo. Một hình ảnh rất cảm động đã diễn ra. Khi gặp nhau ở khách sạn, Adriano Smith và Dụng Quang Nho đã ôm nhau rất chặt, còn Tiến Linh phải tập tễnh bước đến khách sạn sau va chạm với cầu thủ Hải Phòng trong trận đấu ngày 13 tháng 3. Các thành viên của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ xét nghiệm Covid-19 và có buổi tập đầu tiên vào ngày 15 tháng 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thầy Park sẽ quán xuyến công việc hai đội nhưng ông tạm giao quyền điều hành đội U23 cho trợ lý Lee Jung-jin. U23 Việt Nam dự kiến ngày 19 tháng 3 sẽ sang UAE dự giải Dubai với 3 trận đấu gồm 2 trận gặp U23 Iraq ngày 23 tháng 3, gặp U23 Croatia ngày 26 tháng 3 và trận cuối cùng diễn ra vào ngày 29 tháng 3. Còn đội tuyển Việt Nam sẽ có 9 ngày chuẩn bị cho trận gặp Oman và sau đó là gặp Nhật Bản. Trong 2 ngày đầu tiên, nhóm cầu thủ Hà Nội sẽ tạm vắng mặt vì còn bận thi đấu bù vòng 1 V-League gặp câu lạc bộ Thanh Hóa vào ngày 16 tháng 3. Hành trình lên tuyển của Adriano Smith đã là một câu chuyện truyền cảm hứng rồi, và hành trình lên tuyển của Hải Huy còn là một câu chuyện truyền cảm hứng khác. Kênh YouTube Bình luận viên Tạ Biên Cương sẽ gửi tới quý vị và các bạn một video về câu chuyện lên tuyển của Hải Huy trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những chia sẻ của Hải Huy. Sau rất là nhiều lần lỡ hẹn thì cuối cùng cầu thủ năm nay đã bước sang tuổi 30-31, đã được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng. Và đương nhiên rồi, muộn còn hơn không, và Hải Huy đang rất muốn tận dụng cơ hội này để thể hiện niềm khát khao được cống hiến cho đội tuyển quốc gia của mình. Vị trí tiền vệ thì luôn có cái sức cạnh tranh rất là lớn ở đội tuyển, thì Hải Huy nghĩ sao về cái sức cạnh tranh của mình với các cầu thủ khác hiện nay? Tuy nhiên là lần này lên đây thì em cũng sẽ cố gắng để có thể thi đấu tập luyện thật tốt, và hy vọng là thầy sẽ nhìn ra được những cái mặt tích cực của mình để có thể sẽ được trên chân vào trong một trong những cầu thủ. Cảm xúc của vợ con Hải Huy khi mà biết tin là anh được lên tuyển là như thế nào? Dĩ nhiên thì mọi người ở trong nhà đều rất là vui khi mà biết tin. Theo anh thì cái việc mà anh lên tuyển này thì nó sẽ thuận lợi như thế nào cho cái sự nghiệp bán tôm của vợ anh? Thật ra thì cái đấy là một cái nghề phụ thôi, chứ vợ mình không phải là nghề chính ở làng nghề đấy. Anh có thấy có sự thuận lợi gì không? Thật ra thì việc có được lên tuyển hay không thì vợ mình vẫn bán hàng thuận lợi. Xin một lần nữa được hệ thống lại kế hoạch của các đội tuyển để quý vị và các bạn có thể dễ dàng hình dung. Đội tuyển U23 Việt Nam dự Dubai Cup từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3. Ngày 23 tháng 3 chúng ta gặp đối thủ là U23 Iraq, ngày 26 tháng 3 gặp đối thủ U23 Croatia, ngày 29 tháng 3 đá trận đấu cuối cùng, và đó là đối thủ dựa trên kết quả ở lượt trận thứ nhất và lượt trận thứ hai. Với đội tuyển quốc gia, ngày 24 tháng 3 chúng ta đá trận cuối cùng trên sân nhà gặp Oman, ngày 29 tháng 3 đá trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 3 World Cup gặp đội tuyển chủ nhà Nhật Bản. Và rất có thể khi đó thì chúng ta sẽ có được những niềm cảm hứng để đá thật tốt trước đối thủ hùng mạnh là Nhật Bản, nhất là khi những tin không mấy tốt lành về nhân sự của đội tuyển Nhật Bản đã được chính liên đoàn của bóng đá nước này công bố. Nếu như đội tuyển Việt Nam đối diện với một loạt vắng mặt quan trọng thì bên phía Nhật Bản tình hình cũng không khả quan hơn lúc này. Họ có thể sẽ không triệu tập 3 ngôi sao thi đấu ở châu Âu cho trận đấu vào ngày 29 tháng 3 tới. Đầu tiên là Kyogo Furuhashi,
Tiền đạo này gặp một chấn thương khá nặng cách đây một tháng và trong thông tin mới nhất từ câu lạc bộ chủ quản Celtic, Kyogo Furuhashi sẽ chỉ có thể tái xuất sân cỏ vào đầu tháng 4. Mất mát thứ hai là hậu vệ đang khoác áo Arsenal Takehiro Tomiyasu. Cầu thủ này đang mắc đi mắc lại chấn thương bắp chân. Anh từng trở lại cách đây 2 tuần nhưng lại bị đau và ngồi ngoài 4 trận gần nhất. Trong khi đó, Haraguchi gặp một chấn thương ở trận đấu hôm 5 tháng 3. Anh phải rời sân giữa chừng để nhường chỗ cho Mowan. Chấn thương này không nặng nhưng trong thông báo mới nhất ở cuộc so tài giữa Wolfsburg và Union Berlin, mới nhất câu lạc bộ chủ quản Union Berlin xác nhận Haraguchi đã mắc Covid-19. Như vậy anh không thể bình phục cho đợt hội quân sắp tới của đội tuyển Nhật Bản. Tiền vệ này đã thi đấu ở trận lượt đi gặp Việt Nam cùng với Tomiyasu và Furuhashi, nhưng cả ba sẽ lỡ cơ hội tái ngộ với các học trò của huấn viên Park Hang-seo vào ngày 29 tháng 3. Trước khi đến với thông tin về tương lai của Quang Hải thì chúng ta sẽ trở lại với sự cố nóng nhất ở vòng 4 V-League năm 2022. Đó là sai lầm của trọng tài trên sân Gò Đậu ở trận đấu giữa Bình Dương và câu lạc bộ Hải Phòng. Ngày hôm qua thì ban trọng tài đã lên tiếng xin lỗi về quyết định sai lầm đó. Nhưng có vẻ như ngay cả khi ban trọng tài đã xin lỗi thì mọi chuyện cũng chưa kết thúc. Các trận đấu tại vòng 4 V-League 2022 đã khép lại sau loạt trận vào tối ngày 13 tháng 3. Tuy nhiên màn so tài giữa Bình Dương và Hải Phòng vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận bởi những quyết định của trọng tài. Mới nhất trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng trọng tài mắc sai lầm khi không nhận quả phạt đền ở trận đấu trên. Tuy nhiên, ông Văn Trần Hoàn, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng cho biết, trên cơ bản là ông ấy xin lỗi, thừa nhận suông thế thì ai mà chấp nhận được. Xin lỗi thế thì cũng không để làm gì. Hải Phòng rồi cũng đã mất đi 2 điểm rất vô lý. Cái tôi muốn là biện pháp đưa ra, sự khắc phục và sửa lỗi cho sai phạm trên. Chứ xin lỗi và thừa nhận suông thế thì tôi không chấp nhận được đâu. Đồng thời, câu lạc bộ Hải Phòng cũng đã có công văn gửi VFF về quyết định của trọng tài chính Mai Xuân Hùng. Công văn do ông Hoàn ký có đoạn đề nghị VFF và ban tổ chức giải có văn bản trả lời chúng tôi tình huống gây tranh cãi trên sân Gò Đậu, trọng tài đúng hay sai, nếu sai sẽ giải quyết thế nào để lấy lại công bằng cho câu lạc bộ Hải Phòng, lấy lại niềm tin cho người hâm mộ Hải Phòng và người hâm mộ toàn quốc. Nếu câu trả lời đưa ra không tâm phục khẩu phục, chúng tôi sẵn sàng mời trọng tài quốc tế để phân xử tình huống này. Với tinh thần nghiêm túc cầu thị, chúng tôi mong VFF ban tổ chức giải cùng phối hợp chặt chẽ để đưa bóng đá Việt Nam phát triển. Trở lại với câu chuyện của Quang Hải, ở lại với đội bóng mà anh đã gắn bó từ nhỏ hay tìm một bến đỗ mới, thậm chí có thể là trời Âu. Đó là thông tin được quan tâm rất nhiều trong những ngày vừa qua. Ngày hôm qua thì Quang Hải đã ra sân tập cùng với các đồng đội của mình. Và cũng trong ngày hôm qua thì Văn Quyết cũng đã có tiếng nói về việc mong muốn Quang Hải ở lại với đội bóng. Nhưng cũng có một thông điệp đó là gì? Đó là đội bóng, tập thể của đội bóng mới là trên hết. Và ngày hôm nay thì theo thông tin từ chính đại diện của câu lạc bộ Hà Nội, mọi thứ có thể sẽ được quyết định trong ngày 15 tháng 3 này, khi mà người đại diện của Quang Hải và đại diện của câu lạc bộ Hà Nội sẽ có một ngày đàm phán quan trọng và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Quả bóng vàng Việt Nam 2018 Nguyễn Quang Hải đã được chú ý đặc biệt sau trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh làm khách trên sân của câu lạc bộ Hà Nội. Cầu thủ này vẫn ra sân cùng các đồng đội, ngồi ở khán đài cùng với Văn Hậu nhưng không được đăng ký thi đấu. Sau trận thì huấn luyện viên Chun Jae-ho đã có thông tin là Quang Hải bị đau lưng. Tuy nhiên đến chiều ngày 14 tháng 3, Quang Hải đã trở lại. Tiền vệ này tập trung với các đồng đội hoàn thành trọn vẹn giáo án. Anh tỏ ra chuyên nghiệp, thoải mái và thường xuyên tươi cười với mọi người. Điều này đặc biệt gây chú ý bởi nó đến chỉ một ngày trước thời điểm câu lạc bộ Hà Nội và đại diện của Quang Hải tiếp tục đàm phán, tức là trong ngày hôm nay. Hợp đồng của tiền vệ sinh năm 1997 sẽ hết hạn vào ngày 12 tháng 4. Anh tỏ ra không muốn gia hạn hợp đồng, còn đội bóng thủ đô thì muốn giữ anh ở lại. Khung báo giữa đôi bên có thông tin cho rằng vì vấn đề thu nhập, nhưng cũng có thông tin cho rằng vì Quang Hải đã có một kế hoạch khác. Cơ hội được ra nước ngoài chơi bóng cũng là điều Quang Hải đang xem xét trong quá trình đàm phán cùng đội Hà Nội. Thực ra thì câu chuyện về tương lai của Quang Hải, lý do cho đến lúc này cuộc đàm phán chưa ngã ngũ và thậm chí có thời điểm bị đóng băng, không hoàn toàn vì vấn đề tài chính. Nhiều thông tin cho rằng vì Quang Hải đòi mức phí lót tay quá cao 15 tỷ đồng cho 3 mùa giải, cùng với đó là khoản lương khoảng 400 triệu đồng mỗi tháng. Đó chỉ là một phần rất nhỏ của câu chuyện thôi. Câu chuyện còn lại từ đại diện của câu lạc bộ là việc Quang Hải vẫn muốn ký hợp đồng nhưng cũng mong muốn sẽ xuất ngoại ngay trong năm 2022 này. Đại diện của câu lạc bộ Hà Nội thì muốn cân nhắc điều đó và ủng hộ việc Quang Hải xuất ngoại nhưng muốn là điều đó sẽ diễn ra sau năm 2022. Và bản thân câu lạc bộ Hà Nội thì cũng không tự tin lắm
với kế hoạch thành công ở nước ngoài của Quang Hải, nhất là sau khi có rất là nhiều cầu thủ của Việt Nam không thành danh khi xuất ngoại, mà gần gũi nhất là câu chuyện của Đoàn Văn Hậu. Và ngày hôm nay thì sẽ có kết quả cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật trên các nền tảng của kênh Bình Luận Viên Tại Biên Cương, fanpage cũng như kênh YouTube Bình Luận Viên Tại Biên Cương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một câu lạc bộ ở Thái Lan, một câu lạc bộ ở một giải thấp thôi nhưng lại gây chú ý đặc biệt không chỉ với truyền thông khu vực Đông Nam Á mà thậm chí còn lan sang ở tận trời Âu. Đó là một tình huống phạm lỗi có thể nói là hiếm có, khó tìm ở khu vực Đông Nam Á. Một tình huống phạm lỗi đến nỗi đối thủ phải khâu 24 mũi, và đó là khi người ta chỉ có thể bình luận rằng những chiêu thức của Muay Thái vốn chỉ xuất hiện trên võ đài đã xuất hiện trên sân cỏ. Trong trận đấu giữa Bangkok FC với North Bangkok University ngày 13 tháng 3, sau 90 phút thi đấu, North Bangkok University đang tạm dẫn trước 3-0 và chỉ còn khoảng 40 giây nữa là trận đấu này sẽ kết thúc. Và trong một tình huống va chạm không lấy gì làm nguy hiểm ở sát đường biên ngang, Aisaret Noichaibun của Bangkok FC bỗng dưng nổi điên khi chạy đến gần thực hiện cú đánh trỏ rất mạnh vào mặt của Susasan Ruangsufanimit. Và tất nhiên, trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của cầu thủ này. Còn Supasan Ruangsufanimit đã được đưa đến bệnh viện khâu 24 mũi. Hình ảnh của tình huống va chạm đầy bạo lực trên đã được một loạt những tờ báo ở châu Âu đăng tải. Báo Daily Star thì viết: cầu thủ bị sa thải ngay lập tức vì đánh trỏ thô bạo khiến đối thủ phải khâu 24 mũi. Trong khi đó, từ Give Me Sport viết: cầu thủ Thái đã bị sa thải sau pha đánh người gây sốc trong trận đấu. Trong khi đó, tờ báo nổi tiếng của Anh The Sun giật tít khoảnh khắc kinh hoàng khi cầu thủ sử dụng pha đánh trỏ kiểu Muay Thái hạ đo ván đối thủ. Bây giờ sẽ là câu chuyện về ngôi sao tài năng hiếm có của bóng đá thế giới, Lionel Messi. Cuộc sống không thể lúc nào cũng chỉ có màu hồng. Và ở kinh đô ánh sáng hoa lệ thì không phải lúc nào cũng chỉ có những ánh sáng ấm áp và hạnh phúc. Ở đó có cả bóng tối. Bóng tối của sự lẻ loi, của sự cô đơn. Mà đó là khi chàng hoàng tử của sân công viên các hoàng tử, cứ mỗi khi có bóng trong chân, thay vì những lời tung hô, anh lại nhận những lời la ó. Đó là câu chuyện của Lionel Messi. Và có vẻ những điều đó khiến cho Messi giờ đây muốn trở lại với mái nhà xưa, nơi mà anh cảm thấy mình thực sự ấm áp, mình thực sự hạnh phúc và thực sự mình có cảm hứng để chơi bóng. Nhưng có vẻ như giờ muốn trở lại với mái nhà xưa cũng đâu có dễ nữa, Messi ơi. Khi mà hợp đồng là hợp đồng, ký kết là ký kết, còn chưa nói tới việc Xavi có thể muốn xây dựng một kế hoạch khác ở Barcelona thì sao? Theo Enchiringuito TV, Messi muốn trở lại Barca sau khi liên tục đón nhận thất vọng trong màu áo của Paris Saint-Germain. Người đại diện và cũng là bố của chân sút người Argentina được cho là đã liên hệ với chủ tịch Juan Laporta để đàm phán về viễn cảnh này. Tuy nhiên, Sport cho biết việc này không đơn giản. Messi vốn ký hợp đồng 2 năm với Paris Saint-Germain và tương lai của Enfunga vào mùa giải sau phụ thuộc vào đội bóng Pháp, chứ không phải do chân sút người Argentina quyết định. Thứ hai, Xavi chưa chắc đã muốn Messi trở lại Camp Nou bất chấp quá khứ tươi đẹp của cả hai. Messi sẽ tròn 35 tuổi vào mùa hè này, trong khi Barca của Xavi đang chơi cực hay với những nhân tố trẻ như Pedri, Nico, Gavi hay Ferran Torres. Xavi có thể không muốn mạo hiểm để phá vỡ thực tại này để đưa về nhân vật của quá khứ như Messi. Siêu sao người Argentina đang trải qua quãng thời gian khó khăn tại sân công viên các hoàng tử. Anh chỉ có 7 bàn trên mọi đấu trường trong mùa giải này cho Paris Saint-Germain. Đội bóng Pháp vừa bị loại khỏi UEFA Champions League trước đại kình địch Real Madrid trong thế trận mà Messi chơi không tốt. Còn Messi thậm chí bị khán giả tại sân công viên các hoàng tử la ó mỗi khi chạm bóng trong trận đấu mới đây gặp Bordeaux vào cuối tuần vừa rồi. Hôm nay chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện cùng nhau, đúng không ạ? Và hy vọng rằng sẽ còn có những câu chuyện khác để chúng ta cập nhật cùng nhau trong những tin nóng bóng đá ở các số tiếp theo. Cảm ơn sự yêu thương, yêu quý của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới với thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.